Vâng, cửa hàng âm thanh số đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Hiện tại bây giờ bọn em đang cho vệ sinh toàn bộ cái lô loa MUF với cái mã là TS12. Thì nhân tiện đây em sẽ test cho các bác nghe luôn cái chất âm của cái đôi loa này nó sẽ như thế nào. Thì các bác sẽ thấy là đây là một cái mã dòng loa có cái tính bass, nó nói là uy lực bậc nhất hiện tại trên thị trường, nó là full 30. Nó không phải là dòng loa mắc tiền nhất trong dòng loa full 30, nó không phải là cái dòng loa mà là kinh điển nhất. Nhưng đây là dòng loa cho cái tiếng bass hàng top đầu hiện tại trên thị trường. Đấy. Thì nối TS12 thì thực sự nó là một cái duyên. Cách đây 5 năm về trước, 5 năm về trước thì em từng đã lấy được một lô loa TS12. Đấy. Thì đến ngày hôm nay lại mới lấy lại được một lô nữa. Còn riêng cái mã VH hay TS hay là PH thì bọn em sẽ lấy được hàng liên tục. Nhưng riêng cái TS thì nó hiếm hơn khá là nhiều. Thì đã qua 5 năm rồi, lần này lại mới lấy được hàng nữa. Đó cũng là một cái duyên các bác nha. Quá lâu rồi. Cái thời đó hình như em còn chưa làm Bluetooth các bác ạ. Lâu lắm rồi đấy. Đấy. Thì ngay bây giờ hôm nay em sẽ test cho các bác cùng nghe thử cái chất âm bass của cái dòng loa TS12 nó sẽ khác với những cái mã VH12 khác như thế nào bác nha. Nghe cực kỳ sướng luôn. Với những cái không gian ba nhà rộng tầm khoảng 30 mét vuông quanh quanh thì em nghĩ là nói vui mà cầu là một mình tao là chấp hết. Đấy, chơi thoải mái luôn. Đấy. Dòng loa này tiếng bass nó sẽ uy lực hơn cả DK, KH12 và những dòng loa DK. Thì dòng loa này nó sẽ uy lực hơn và được cái độ bền của dòng TS12 cực kỳ cao. Đánh rất như châu bò các bác nhá, đánh liên tục, đánh cường độ cao, dòng loa này chịu cực kỳ tốt luôn và không bao giờ súng tử. Chất lượng loa không bị súng theo năm tháng, cực phê luôn. Và ngay bây giờ em mời các bác cùng nghe cái chất âm của nó nha. Đảm bảo các bác mê luôn đấy, sướng. Ok, em sẽ mở cho các bác cùng nghe. Em sẽ mở hai các bạn test cho các bác cùng nghe là cái đoạn này. Thank you.
Chơi bản nhạc mạnh để cho nó sướng các bác nha. À, cho nó phê luôn. Nó phang giống như nó phang vào ngực vào mặt mình đấy bác ạ, cực kinh khủng luôn đấy. À, tiếng bass nó khủng khiếp thật. Dòng này nó trâu bò nó đánh từ nãy giờ và các bác nhìn thấy nó chưa xin nhê thì nó cả cực khủng khiếp các bác nha. Đấy thì bác đây là mà chưa xem một thất đôi loa này em mời các bác cùng xem nha. Thì đừng, nó loa này hiện tại cửa hàng này đang bán với giá là 10.500.000 đồng các bác nhé. 10.500.000 đồng thời điểm hiện tại bây giờ là giá rất là tốt, thời điểm mà hiện tại bây giờ cước đã lên rất là nhiều rồi. Đấy, và giá của đôi loa này và 5 năm về trước nó cũng tự giống nhau, gần như không hề lệch nhau các bác nhé. Rất giữ giá luôn. Và các bác hãy cùng xem nội thất bên trong để chúng ta kết đôi loa này như thế nào nha. Xin mời các bác. Đây thì đây là cái nội thất bên trong của đôi loa này các bác nha. Các bác thấy là cái nội thất của những dòng loa MF ấy, họ làm phải nói là cực kỳ đẹp luôn và sắc nét. Chất lượng gia công và đó độ hoàn thiện cực kỳ cao. Từng cái thùng vách các bác thấy là từng cái lỗ thông hơi với mọi thứ họ làm cái thùng gỗ rất là chắc chắn và cái chất lượng sơn sần ở trên dòng MF chống nước cực kỳ tốt luôn. Đấy. Còn về với bát tép thì các bác thấy đây. Cái độ hoàn thiện của những là trên dòng loa MF thì thực sự chúng ta không cần bàn cãi luôn. Từ cái chất lượng từ trên loa MF thì các bác đánh cường độ cao cực phê. Đấy. Cái từ tính nó cực kỳ cao các bác và nó rất là cứng và sắc. Đấy. Thì các bác thấy là đối với những đôi loa hàng xịn nó những khác nhau với những đôi loa hàng chất lượng kém, nó rất là nhiều, những thương hiệu cao cấp với thương hiệu rẻ tiền nó khác là nhiều. Đó là những cái từ loa chất lượng ở trên những dòng loa mắc tiền, cái từ nó cực kỳ mạnh và nó giữ từ rất là tốt. Đấy. Khi đây là những dòng loa xịn các bác đánh cái cường độ cao, đánh liên tục trong nhiều giờ ấy, thì nó nóng từ lên thì nó không bị hao từ giống như dòng loa rẻ tiền. Thì đối với những dòng loa hàng nhái thì chúng ta thấy là nó khác biệt là khi chúng ta mà không dùng thì nó vẫn xuống từ, đúng không ạ? Chứ chưa cần nói thêm dùng nữa. Thì đối với những dòng loa mắc tiền hàng xịn á, các bác đánh cường độ cao bay vài tiếng cả buổi cả ngày thì gần như từ tính nó cũng không bị tổn hao. Thì đó là một cái chất lượng mà nó cực kỳ cao và giá thành là vì sao nó cũng cao như thế.
Đấy, thì với chiếc bát của TS12 là nó một cái ưu điểm khác với VH12 hay là PH12. Thì PH12 và TS12 á, với lại VH12 á, nó là dòng bát lưng gù và nó cho cái công suất lớn hơn bằng bát này 50W. Nhưng nó lại phải đánh đổi một cái là cái dải tần bát nó lại không sờ bằng bát này. Còn đối với TS12 này á, thì công suất của nó chỉ có 350W công suất làm việc, với công suất max chỉ tầm khoảng 1.400 thôi. Nó thấp hơn con kia tầm 50W. Nhưng các bác thấy là cái dải tần của đôi loa này nó sẽ sâu hơn, đánh tiếng bát nó sẽ lực hơn, trầm hơn rất là nhiều bác nha. Nó sẽ hai trường phái khác nhau. Ví dụ như là dòng VH12 nó sử dụng là nó hướng tới cái kiểu là giải bát cao đấy, và nó cho ra cái công suất lớn để nó không bị hại bát. Còn đối với những dòng TS thì nó lại hướng tới một cái dải trầm, nó sâu hơn, đinh bát nó sâu hơn, nó lực hơn và nó mềm hơn, giống như kiểu dòng bát loa nằm các bác đấy. Cho nên các bác chơi cái dòng loa này á, các bác sẽ thấy ngồi trong cùng một không gian, các bác sẽ thấy cái loa này cái tim mình nó sẽ giật hơn, nó sẽ có chiều sâu giật hơn, nó hơi tê tê hơn so với dòng VH12. Nhưng VH12 nó sẽ mạnh hơn, công suất nó lớn hơn, vâng nha. Đấy, thì thực sự đôi loa này thì em mê nhất cái tiếng bát nó phê, nó không thể cưỡng được đâu. Em khẳng định các bác nó không thể cưỡng được, cái tiếng bát nó phê lắm. Đấy, cái tem MF đây họ ghi ra đây, mã này. Đây là tem mã bát các bác này. Đấy, tem mã bát đây. Đấy. Đây nha, rất là xịn sò, là tem mát này, 500 các nhìn này. 500 cực đã luôn. 500 sắc lẹt luôn này, những cái vết cắt 500 các nhìn này, nó mịn màng, nó đẹp, hoàn hảo luôn. Đấy, với cái mã TS12 nó sử dụng là cái màng chống nước các bác nhá, còn VH này nó không. Đấy, dâu là dâu bọc nhá, nhện là nhện 4 sóng các bác nhá. Đấy, màng là màng chống nước, con này sử dụng màng chống nước các bác, gần là gần 2 sóng. Thì đây là cái dòng có thể nói là cho cái tiếng bát uy lực nhất của cái hãng MF. Thì các bác nhớ rằng em là riêng với cái mã TS này á, thì trước đây chúng ta sẽ có cái bát cũng là đời bát này, nó sử dụng là gân cao su. Thì cái gân cao su á, tiếng đó là nó cũng làm cái thương hiệu của cái mã TS12 này, nhưng mà nó đổi lại một cái là cái dòng gân cao su rất là khó kiểm soát. Cái gân cao su này thực sự là cái tiếng bát chúng ta hơi khó kiểm soát, và do nó cũng hơi cứng, cho nên khi chúng ta đánh ở cường độ cao liên tục nhiều ngày nhiều năm á, thì nó hay trường hợp hay bị gãy chân màng. Thì sau này những cái đời TS12 đời cao này, đời sau này á, cái đời mà cái chạm nhôm á, thì họ đã chuyển sang dòng gân vải xếp đấy, nhưng mà họ không làm gân 3 sóng mà họ lại làm gân 2 sóng để vẫn giữ được cái nội lực và cái tiếng bát mạnh đẳng cấp mà đã làm một thương hiệu của cái bản TS này. Cho nên các bạn thấy nó sẽ hơi khác một chút đấy, và cái mã đời cao là nhìn nó chất luôn đấy. Còn với cái quả tép cái trên loa MF này, thì xin thưa các bác là thực ra nếu mọi người mà nhìn để ý kỹ á, thì thực ra cái quả tép này là MOS đang sử dụng quả tép của hãng BNC đấy bác nhá. Đây là một cái bản test đặc biệt mà được đặt riêng của hãng BNC DA250 gạch đấy. Thì đối với con tép này, nếu các bác lên mạng các bác tra lại biết rồi, một củ tép này bây giờ cái giá đâu gần chục triệu một củ, là không có họng nha, không tính họng. Đấy, đây là dòng quân dẹp các bác nhá, tép là tép quân dẹp. Và nếu các bác không cần đi tìm xa đâu ạ, các bác cứ lên những dòng loa mắc tiền nhất hiện tại bây giờ là chúng ta hay nhắc là Nixol, đúng không ạ? Đấy, thì các bác cứ vào Nixol đi, PS10R2 đi. Thì xin được các bác là cái con PS10R2 vẫn đang sử dụng con tép này, cũng là cái củ tép này luôn, mà lắp vào Nixol thì họ bán cho chúng ta gấp mấy chục lần tiền, cả trăm triệu đôi loa, đúng không ạ? Mà cũng chỉ sử dụng tép BNC thôi, giống nhau nhá. Các bác đừng bảo là tép BNC là cái loại này loại kia khác nhau, nó chỉ có mấy mã đâu bác ạ. DA250 rồi DA880 800 gạch 8 rồi, nó không có mã gì cả, tất cả đều giống nhau, đều những con test này được sản xuất tại Italia đấy. Và đây là một cái con test được sử dụng là hãng MF là hợp tác và sử dụng trên dòng loa TS12 này. Đây là một quả test rất là mắc tiền, phải nói thực sự mắc tiền luôn. Một cặp của test này bây giờ nếu chúng ta mua thì về Việt Nam giá gần 20 triệu rồi một cặp này, khá là cao. Đương nhiên là cũng chẳng có ai dại đi mua cả, bởi vì mình đi mua một cặp tép mới bây giờ bằng mua một đôi loa rồi. Thế thôi, tao mua một đôi loa bãi thì tao tháo vứt cái lấy một cặp tép không, còn rẻ hơn các bác nhé. Đấy, đương nhiên cặp tép này là nó chất lượng. Nhiều khi các bác đi mua hàng mới còn sợ hàng nhái, mua hàng bãi là không lo rồi, đúng không? Đây là hàng bãi xịn rồi, chứ không phải là cái hàng bãi nhái trong thị trường hàng hun khói rồi. Số tốc độ bán hàng này có yên tâm, chắc chắn là phải là hàng chính hãng. Những cặp loa MF nó xịn 100%. Cặp loa này bác nào chứng minh là đây không phải hàng xịn, em đền gấp 100 lần tiền luôn, chứ không phải nói cái chuyện mà 10 lần tiền nữa nhá. Đấy, hàng nó cực kỳ xịn sò. Dòng bát này xin thưa các bác, cỡ cho DKKH12, dòng loa DK không, tiếng bát không có cửa so với TS12 được. Riêng nói về giải mát thì phải nói đến MF. Đấy, TS12 là cái dòng bát sâu nhất. Đấy, còn nếu mà công suất lớn nhất thì nó nói tới dòng VH hoặc là PH thì công suất nó lớn hơn 50W. Đấy, còn nếu mà nói tiếng bát mà nó sâu, nó uy lực, nó mềm ấy, thì phải nói là TS là mềm nhất. Vâng nha. Đấy, còn về phân tần,
Phân tần thì có thấy là nó cũng màu ghét từ xưa nay, tất cả các đời kể cả VH tất cả các đời khác thì em thấy chẳng gần như chẳng có khác biệt các bạn. Họ làm thực sự là khá đơn giản nhưng mà họ hướng tới cái chất lượng linh kiện, cũng như là do là những cái đôi những cái bát đây và những cái quả tép, cái dải đắp tuyến đã đẹp sẵn rồi, cho nên họ không cần quá căn chỉnh. Nhưng khác cái là bác thấy là những cái đời sau thì họ sử dụng những cái dòng dây chuyên dụng hơn, dây to hơn rất là nhiều này, dây to này, có bọc ghen này, dây rất là bự các bác ạ, cực kỳ bự luôn. Và trên đây nó cũng sẽ có bọc bóng thợ tép không nha. Đây đây nó sẽ có một cái bóng bảo vệ tép, thì cái bóng này em vẫn nhắc các bác rất là nhiều lần. À, khi chúng ta sử dụng mà lâu lâu chúng ta nghe cái tiếng tép nó nhỏ hơn á, hoặc là mất tiếng tép á, thì các bác đừng lo là cái tép cháy, lo này rất là khó cháy tép. Thì các bác hãy nhớ được em là cái bóng này nó đứt này, cái bóng bảo vệ này, thì cái bóng bảo vệ này khi mà chúng ta để hú hoặc chúng ta dùng quá công suất đấy, thì cái bóng này nó sẽ sáng lên và các bác sẽ thấy cái ánh sáng nó rất là mạnh, nhìn xuyên qua cái đường lọ thông hơi chúng ta sẽ thấy cái ánh sáng đó, nó sáng trưng lên, nó sáng rất là sáng các bác nha. Thì các bác sẽ vẫn thấy được đấy. Đến trường hợp mà chúng ta để hú mạnh quá hoặc là công suất lớn quá đi, thì cái bóng này nó giống như một cái cụ chỉ vậy, nó sẽ đứt đi, nó đứt đi để nó bảo vệ quả tép của chúng ta. Thì lúc đó chúng các bác sẽ thấy là một là quả tép sẽ hát bé lại, hai là nó sẽ không hát nữa. Đấy, tùy từng loại từng loa. Thì các bác lúc đó các bác ra ngoài quán các bác mua cho em một cái bóng này, chúng ta thay vào. Thay vào nhé, bóng này là chúng ta tự thay thôi, nó giống y chang nhau thôi. Đấy. Thì một cái bóng này hiện tại ngoài thị trường bán tầm 4 đến 50 ngàn một bóng. Đấy, chúng ta bán mua rất là nhiều. Đây là những dòng bóng mà nó sử dụng chúng trên những dòng lobo á, chúng nhau hết dùng chung một loại bóng các bác nhé. Đấy. Thì cái bóng này thực sự nó là nó chúng ta gọi là đây là một cái bò chống cháy tép rồi đấy. Rất là hữu dụng và cực kỳ đặc biệt, cực kỳ quan trọng các bác nhé. Hãy lưu ý được em. Đấy, dây nhựa có xịn rất là xịn sò. Đấy, đôi loa đang rất đẹp lắm nhá. Bông cũng chưa bị ám nhiều nhá. Bông này, bông tiêu âm nó chưa bị ám nhiều bác này. Đấy, những cái dòng loa mà cũ quá là bông tiêu âm nó ám, nó vàng khè, nhưng loại này đang rất là đẹp. Chất lượng gia cố, gia thùng thì còn nó cực kỳ đẳng cấp rồi. Đấy. Thì bao nhiêu bác khách nào đang thích đôi loa này hãy liên hệ với em các bác nhá. Chắc chắn các bác sẽ mê cái đôi loa này thôi. Chất lượng gia hoàn thiện và nó cực kỳ cao. Từng cái men họ làm rất là đặc trưng, rất đẹp, có tiêm QC này, giống QC này, tem mã vạch, đủ hết. Ok, hàng xịn mà. Đấy, các bác hãy thích đôi loa này rồi, thích một đôi loa bạo lực về bát mà tép nó nhuyễn, sáng thì hãy chơi đôi loa này đi. Đôi loa này khẳng định các bác là tiếng tép sẽ hay hơn DK rất là nhiều, mà bát sẽ uy lực hơn DK nữa. Mà MF thì nó cái thương hiệu nó chắc chắn là nó hơn DK rồi. Đấy, DK bây giờ thì tự nhiên là nó sẽ rẻ hơn loa này, nhưng mà đương nhiên chất lượng linh kiện này là chất lượng mọi thứ nó không để bằng được. Cho nên các bác cũng thích đôi loa này hãy liên hệ với em luôn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.